cho nên là toàn bộ cái cơ cấu của cái thân cầu. Móc cái này ra không anh? Thế này là sa bà gửi coi nha các bạn. Loa xa bạc liên coi là có thể sử dụng được một cái phân tần theo gợi ý của những cái người DIY audio. Hôm nay tôi cuốn một cái mạch phân tần cho loa xa bạc liên coi 2 đường tiếng để độ chế thêm cái giải tần số, mở rộng cái tần số trầm và cao. Hiện nay là đang bắt đầu thao tác cuốn cuộn cản với trị số 0.47 dây đồng 1 ly. Vâng. Thế không ạ. Tiếp theo là cuốn cái cuộn cảm với chỉ số 0.27. Chuẩn luôn. 0.27, 0.28. Việc tiếp theo là chọn đến tụ các bạn nhé, để chuẩn bị lắp ráp cái mạch này. Không được cân đối lắm. Chuẩn bị được các đầy đủ các chỉ số trở tụ rồi các bạn nhé. Cơ cấu của chiếc phân tần cho xa ba nguyên coi đã được sắp đặt khá là đồ sộ rồi. Bây giờ còn thao tác tiếp theo. Đây, chiếc phân tần của em đã được hoàn thành rồi đấy. Bây giờ là đấu nối. Nào, trên đây là toàn bộ cái cơ cấu của cái phân tần. Móc cái này ra không anh? Cứ thế này rồi. Sa bạc gửi coi nhá các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo về trải nghiệm cái phân tần cho Sa bạc gửi coi này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.